Thưa quý vị, hiện trường của chiến sự tại Ukraine đang diễn ra cảnh tượng không thể tin nổi. Quân đội Nga đã tập trung tấn công vào 107 khu vực khác nhau. Một con số khó lòng tưởng tượng, nhưng đúng vậy, quý vị không nghe nhầm, đó chính là 107 khu vực. Mỗi góc phố, mỗi khu vực đều chìm trong lửa và khói của chiến tranh. Không khí ngột ngạt bởi tiếng nổ và mùi thuốc súng. Đồng thời, quân đội Kiev đang phải đối mặt với một thách thức khổng lồ. Hàng loạt khí tài quân sự của họ đang trở thành đống sắt vụn, rải rác khắp nơi trên mặt trận. Từ xe tăng đến pháo binh, tất cả đều bị hủy hoại dưới sức mạnh áp đảo của quân đội Nga. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị cùng đến với nội dung chính ngay sau đây. Nga tập kích 107 khu vực, bắn hạ chiến đấu cơ và hàng loạt hệ thống pháo Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 12 cho biết, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, rocket và pháo binh của nước này đã tấn công binh sĩ và trang thiết bị quân sự của Ukraine tại 107 khu vực. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ hai máy bay ném bom Su-24 của Ukraine, 5 tên lửa của tổ hợp phóng loạt HIMARS và 24 máy bay không người lái. Hiện tại, Nga vẫn duy trì sức ép rất lớn về hướng Kupiansk, khiến Ukraine phải duy trì lượng lớn các binh sĩ để phòng thủ thành phố chiến lược này. Nhờ đó mà các hướng tấn công tại Nam Donetsk và Zaporizhia đạt được kết quả gần đây. Còn ở hướng tấn công trọng điểm tại thành phố Avdiivka, theo các nguồn tin của Ukraine và phương Tây cho biết, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 47 tinh nhuệ của quân đội Ukraine từ mặt trận Orekhiv ở Zaporizhia được tăng cường cho mặt trận Avdiivka ở Donetsk đã bị bao vây và đối mặt với tình trạng thiếu đạn ngày càng gia tăng. Trước đó, Lữ đoàn 47 có ý định tấn công một đoàn xe tăng, xe bọc thép của Nga trước khi nó liên kết với lực lượng bộ binh xung kích ở sườn phía bắc Avdiivka, nhưng không thực hiện được do thiếu đạn. Những nỗ lực của lữ đoàn nhằm ngăn bước tiến của quân Nga ở Avdiivka đã được tờ The New York Times mô tả là tuyệt vọng, làm dấy lên nhận thức về sự sụp đổ không thể tránh khỏi của Avdiivka. Tính chất tinh nhuệ của Lữ đoàn 47 được thể hiện qua việc được trang bị một số vũ khí mới nhất mà Ukraine nhận được từ phương Tây, nổi bật là tiểu đoàn xe tăng Leopard 2A6. Trong khi 3 tiểu đoàn bộ binh được trang bị hoàn toàn bằng xe chiến đấu bộ binh Bradley, tiểu đoàn hỏa lực được trang bị pháo tự hành 109. Nhưng ngay cả trong những ngày đầu mở màn chiến dịch phản công của mùa hè, Lữ đoàn 47 được giao nhiệm vụ mở cửa đánh chiếm đầu cầu tại làng Rabotino. Tuy nhiên, ngay sau khi đột kích và mở cửa, xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu Bradley đã chịu tổn thất nặng nề trước hỏa lực của quân Nga. Mặc dù bị thiệt hại nặng ở mặt trận Rabotino-Vebovoy, nhưng Lữ đoàn 47 không được nghỉ ngơi để bổ sung quân số và vũ khí, mà còn được điều chuyển ngay tới mặt trận Avdiivka đang nguy cấp. Khi đến Avdiivka, Lữ đoàn được giao nhiệm vụ chiến đấu ở sườn phía Bắc, nơi ác liệt nhất. Trung sĩ Danilo, một quân nhân thuộc Lữ đoàn 47, khi được phỏng vấn cho biết, trong tuần qua, một tình huống tồi tệ, không mong đợi đã đến khi tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng, buộc các binh sĩ phải đưa ra những quyết định sinh tử bất khả thi. Bây giờ, chúng tôi nhận được đạn pháo từ khắp nơi trên thế giới với chất lượng khác nhau và số lượng chỉ 15 viên để bắn trong 3 ngày. Thậm chí tuần trước, chúng tôi nhận được một loạt đạn pháo bị lỗi, Danilo cho biết. Vì vậy, thay vì nã đạn vào quân Nga ngay khi họ đến vào trong tầm bắn, pháo binh Ukraine đã phải chờ đợi để chắc chắn rằng quân Nga đang hướng tới vị trí của họ và chỉ pháo kích vào các nhóm quân lớn. Danilo kết luận, lính của Lữ đoàn 47 cũng phản ánh, đạn pháo do các quốc gia châu Âu sản xuất thường bị lỗi về chất lượng và đôi khi bị coi là đạn hết hạn sử dụng. Đặc biệt là đạn của Italy khét tiếng vì chất lượng kém, trái ngược với chất lượng đạn pháo của Liên Xô hoặc được sản xuất tại Mỹ. Trung sĩ Danilo giải thích thêm về tình hình lữ đoàn của anh ta. Chúng ta nên kiểm soát khu vực của mình từ cách xa 4 km để có thể tiêu diệt vài trăm lính Nga trước khi họ tiếp cận bộ binh của chúng ta và chúng ta chỉ bị một vài người bị thương thôi. Nhưng không có đạn dược thì chúng tôi không thể. Khi có 2 hoặc 3 người lính, chúng tôi sẽ không bắn nữa. Chỉ khi đó là một tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như 10 người gần với bộ binh của chúng tôi mới hành động. Nếu đạn pháo không chuẩn, đạn sẽ bay qua Nga 200m và khi đó đã quá muộn, Danilo nói. Tình trạng thiếu đạn pháo đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng chiến đấu, ngay cả của các đơn vị tinh nhuệ. Tình trạng của các đơn vị nghĩa vụ chiếm phần lớn trong quân đội Ukraine thậm chí còn đáng nghi ngờ hơn.
Ngược lại, các đơn vị của Nga đã được trang bị ngày càng tốt hơn, đặc biệt là kho tên lửa có dấu hiệu tăng lên mạnh trong 18 tháng qua, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường tấn công vào các mục tiêu của Ukraine. Trong khi các nguồn tin phương Tây và Nga ngày càng nhất trí rằng Ukraine đã điều một số lượng lớn lính nghĩa vụ tham chiến với việc huấn luyện và chuẩn bị không đáng kể, dẫn đến tỷ lệ thương vong cực cao tới 80-90% và thời gian tham chiến ở chiến trường được đo bằng giờ. Do vậy, khả năng chiến đấu của Lữ đoàn 47 được Ukraine coi là có giá trị hơn nhiều. Ngoài ra, tại khu vực Kupiansk, nhóm chiến đấu phía Tây được yểm trợ của máy bay và pháo binh Nga đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Lữ đoàn cơ giới số 60 và 115 của Ukraine gần khu định cư Sinkovka, khiến đối phương mất 25 binh sĩ, 1 xe tăng, 3 xe ô tô và 1 hệ thống pháo tự hành Acacia. Còn tại Liman, nhóm chiến đấu miền Trung của Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của Lữ đoàn cơ giới số 63 của Ukraine, bắn hạ 195 binh sĩ đối phương, 1 xe tăng, 3 xe tải, 1 hệ thống pháo M777, pháo tự hành Acacia tại Donetsk. Nhóm chiến đấu miền Nam của Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine, bắn hạ 205 binh sĩ, phá hủy 5 xe bán tải, 1 pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, 2 pháo tự hành Acacia, 1 pháo tự hành MSKB, 1 pháo D20. Với chuỗi thất bại liên tục mà Ukraine đang phải đối mặt như những gì mà chúng tôi vừa nói ở trên, thì các quốc gia phương Tây giờ đây ngày càng trở nên lo lắng và bất an. Họ bắt đầu nhận thức rằng Nga có thể sẽ sớm đạt được chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay. Cảnh báo nóng của tướng Anh về việc Nga đang vươn tới chiến thắng ở Ukraine. Mới đây, tướng Richard Barons, một trong những cựu sĩ quan cao cấp nhất của Anh, đã nói với The National rằng Kiev cần phương Tây tăng cường sản xuất vũ khí vì Nga đã đứng rất vững trước các cuộc phản công của Ukraine và đang hướng tới chiến thắng. Trong một cuộc phỏng vấn, tướng Barons lập luận rằng quân đội Ukraine hiện tại chẳng còn gì trong kho sau cuộc phản công mệt mỏi vào mùa hè. Trừ khi phương Tây cải thiện viện trợ quân sự, động lực có thể vẫn thuộc về quân Nga. Nếu châu Âu và Mỹ không cung cấp cho Kiev vũ khí và tiền bạc cần thiết, thì đó sẽ là một thất bại tuyệt đối về mặt chính trị khi chứng kiến một nước Nga đang hồi sinh ngay trước ngưỡng cửa với một quân đội hùng mạnh hơn nhiều so với trước cuộc chiến ở Ukraine. Khi cuộc chiến sắp bước sang năm thứ ba, cả hai bên đều rơi vào thế bế tắc. Lực lượng bị tiêu hao dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km và khó có khả năng đạt được bước đột phá mang tính quyết định cho đến năm 2025. Lợi thế trong cuộc chiến này rõ ràng đang được chuyển sang Nga, và đó không phải là tình huống mà tôi mong đợi vào đầu năm nay, nhưng đó là sự đánh giá trung thực về vị thế của chúng tôi, tướng Barons nhấn mạnh. Hiện tại, quân đội Nga đang rất tự tin rằng họ sẽ không thua trong cuộc chiến vì sự thất bại trong cuộc phản công của Ukraine, thậm chí ngay cả trong việc đạt được những mục tiêu tối thiểu. Sau đó là sự chao đảo lớn trong chính trị Mỹ và bây giờ là chính trị EU về hỗ trợ tài chính cho Ukraine, ông Barons thừa nhận. Hiện chỉ có duy nhất một yếu tố quan trọng dẫn đến chiến thắng cho Ukraine là chế tạo đủ đạn pháo để chọc thủng chiến tuyến. Người ta ước tính Nga đã bắn từ 20 đến 12 triệu quả đạn trong năm đầu tiên của cuộc chiến, đôi khi sử dụng con số đáng kinh ngạc là 60.000 quả đạn mỗi ngày. Trong khi đó, Mỹ có thể sản xuất khoảng 600.000 viên đạn 155mm vào năm tới, và EU có thể đạt tới 300.000 viên, và Anh thì lên tới 100.000 viên khác. Nhưng Nga, quốc gia có ngành công nghiệp đang trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh, vẫn sẽ sản xuất nhanh hơn phương Tây với tỷ lệ 2:1. Nếu không có hỏa lực pháo binh quy mô lớn và lực lượng không quân hùng mạnh, Ukraine khó có thể thành công. Bên cạnh đó, cuộc chiến tranh Israel-Gaza đã chứng kiến sự cạn kiệt hơn nữa của kho dự trữ phương Tây, với đạn dược lẽ ra đã đến Kiev lại được gửi tới Israel. Và cho tới nay, cuộc chiến tại dải Gaza vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Israel vẫn đang tấn công hết mình với mục tiêu diệt tận gốc rễ của Hamas thì mới thôi. Israel phát đi cảnh báo gia tăng, báo cáo bị tấn công trên 7 mặt trận, nhấn mạnh mối đe dọa từ Hamas. Theo Reuters, cuộc chiến của Israel với Hamas sẽ kéo dài nhiều tháng. Người đứng đầu quân đội Israel cho biết, khi một loạt sự cố bên ngoài dải Gaza cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng, Tham mưu trưởng Israel Hezi Halevi đã nói với các phóng viên trong một tuyên bố trên truyền hình hôm 26 tháng 12 từ biên giới Gaza rằng cuộc chiến với Hamas sẽ tiếp tục trong nhiều tháng. Halevi nói, không có giải pháp thần kỳ, không có con đường tắt nào để tiêu diệt một tổ chức khủng bố, chỉ có chiến đấu quyết tâm và bền bỉ.
chúng tôi sẽ với được đến giới lãnh đạo Hamas dù phải mất một tuần hay là vài tháng. Các hành động của Israel đã tăng cường vào dịp Giáng sinh, đặc biệt là ở khu vực trung tâm ngay phía nam tuyến đường thủy, theo mùa chia đôi dải Gaza. Quân đội Israel yêu cầu dân thường rời khỏi khu vực, mặc dù nhiều người không biết. Quân đội Israel yêu cầu dân thường rời khỏi khu vực, mặc dù nhiều người cho biết không có nơi nào an toàn để đi. Israel quyết tâm tiêu diệt Hamas bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của toàn cầu trong cuộc chiến kéo dài 11 tuần. Kể từ khi Hamas giết chết 1.200 người và bắt 240 con tin vào ngày 7 tháng 10 trong ngày chết chóc nhất trong lịch sử Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đáp trả bằng một cuộc tấn công khiến phần lớn Gaza do Hamas cai trị trở nên hoang tàn. Cơ quan Y tế Palestine báo cáo gần 21.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel và hàng nghìn người khác bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Gần như toàn bộ 2,3 triệu người trong khu vực này đã phải rời bỏ nhà cửa nhiều lần. Bộ Y tế cho biết ngày 26 tháng 12, chính quyền Gaza đã chôn cất 80 người Palestine không rõ danh tính mà thi thể của họ được Israel bàn giao qua cửa khẩu biên giới Kerem Shalom. Theo Hồi giáo Waqf hay là Bộ Tôn giáo, các thi thể được thu thập từ phía bắc dải Gaza, họ được chôn cất trong một con mương dài tại nghĩa trang Rafah ở phía nam. Một đại diện Waqf Hồi giáo Gaza cho biết trong lễ chôn cất, các bức ảnh đang được chụp để nhận dạng họ sau này. Israel cho biết họ đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ dân thường và đổ lỗi cho Hamas đã khiến họ gặp nguy hiểm khi hoạt động giữa họ, điều mà Hamas phủ nhận. Nhưng ngay cả đồng minh thân cận nhất của Israel là Hoa Kỳ cũng cho biết họ nên làm nhiều hơn nữa để giảm bớt thương vong cho dân thường, khỏi điều mà Tổng thống Joe Biden gọi là đánh bom bừa bãi. Cho đến nay, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy xung đột đang bắt đầu lan rộng. Trong khi đó, tại Ấn Độ đã xảy ra vụ nổ gần Đại sứ quán Israel ở New Delhi. Nhà chức trách cho biết không có nhân viên nào bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã nói với các nhà lập pháp rằng chúng ta đang tham gia một cuộc chiến trên nhiều mặt trận và đang bị tấn công từ 7 chiến trường. Gaza, Lebanon, Syria, Judea, Samaria, Bờ Tây, Iraq, Yemen và Iran. Ông liệt kê 6 địa điểm mà các chiến binh được cho là có Iran hậu thuẫn đang hoạt động, cũng như là tại chính Iran. Ông nói, chúng tôi đã phản hồi và hành động tại 6 trong số những chiến trường này mà không nêu rõ địa điểm nào chưa chứng kiến hành động của Israel. Trong những tuần gần đây, Mỹ đã công khai thúc ép Israel giảm quy mô chiến tranh sang một chiến dịch tấn công có mục tiêu hơn và các thủ lĩnh Hamas, nhưng Washington vẫn được coi là người ủng hộ Israel trong khu vực và lực lượng Mỹ đã bị phiến quân Hezbollah tấn công ở Trung Đông. Video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.